Mấy cái này nó có ngày sản xuất và hạn sử dụng ta. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này của mình. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử cái món này nè. Nè các bạn xem, cái này được gọi là lẩu cóc. Có nghĩa là giống như là nếu các bạn ở Sài Gòn mà các bạn hay đi Family á, thì cũng có cái thể loại lẩu này nè. Nó sẽ gồm một cái ly nước lẩu như vậy, xong rồi mình sẽ lựa topping mình bỏ vô. Nhưng mà thay vì như vậy á, thì ở đây topping sẽ có sẵn hết ở trong này. Và món này theo như quảng cáo thì chúng ta có thể dùng để ăn thay những bữa ăn trong ngày ấy. Nên là mình rất tò mò, mình đã order về đây cho các bạn xem. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem sơ qua một lượt về hình thức của nó nghe. Nè, các bạn thấy không, cái này là cái hình quảng cáo này rất ư là hấp dẫn. Còn đây là tên giới thiệu về những cái thành phần của cái sản phẩm này nè. Còn đây là cách sử dụng. Theo như hướng dẫn và mình thấy ở trong hình ở trên này á, thì cách sử dụng sẽ là chúng ta sẽ lột hết tất cả những cái gói gia vị bỏ vào đây, chế nước sôi vô và chờ như là ăn một gói mì ăn liền vậy thôi. Các bạn xem nè, cái hộp này được làm bằng giấy nha. Và lúc mà mình mua thì xung quanh nó sẽ được bọc lại. Mình sẽ lột cái lớp nhựa này ra. Đó lại là cái hộp giấy, một tiếp giấy quen thuộc. Chúng ta cùng Google dịch qua một tí về những cái gì được ghi ở trên này nha. Tại vì một con đỗ ngọc không biết tiếng Trung. Nè, dịch. Thì sơ sơ về cái này, mình sẽ đọc sơ sơ cho các bạn xem. Cái này là loại sản phẩm của Kento Cook. Trời, nó dịch được lúc này food gì đó mà là hương vị cay cổ điển thuận tiện cho mọi người ăn, bao gồm bánh bột khoai lang, nước uống. Sử dụng gói bột có vị muối, muối ăn, bột thịt bò. Bột thịt bò nha các bạn, nó cũng đã ghi đây là bột thịt bò rồi. Sản phẩm này là nước rau gia vị. Việc sử dụng công nghệ có giá quốc tế để đối phó với cái chất gây dị ứng. Và có nhắc nhở rằng, đặc biệt là nhắc nhở là sản phẩm này có chứa cá, đậu, trứng, ngũ cốc kết hợp với động vật. Đó, để cho các bạn, ví dụ như các bạn với dị ứng một trong những cái thành phần đó thì mình nên tránh xa ra một chút nha, nên mình sẽ không sẽ đứt hoại bản thân. Sản phẩm này nè các bạn xem, nó có một cái bảng thành phần dinh dưỡng ở đây luôn, cho bạn nào biết đọc tiếng Trung Quốc á. Khối lượng của nó là 160g. Đây, ở đây nè. Để mình tìm hàng sử dụng nha, một điều rất quan trọng. Hàng sử dụng. Hàng sử dụng nó ở đâu ta? Xong hồi vật vã dịch Google thì mình đã dịch được rồi. Cái này sẽ xuất hiện ở trên cái này này các bạn. Mình đã xé ra rồi, hình như mình đã thấy đây. Nè, in ở đây nè. Thì ngày sản xuất của nó sẽ là ngày 8 tháng 4 năm 2020 và hạn sử dụng. Ghi trên này là hạn sử dụng 10 tháng nha. Có nghĩa là bây giờ vẫn còn rất sớm. Thoải mái mà ăn thôi mọi người. Là bây giờ chúng ta sẽ cùng em bóc cái gì nó ra. Đó. Nè, các bạn thấy không? Nó giống như là những cái này gọi là cái topping để mà mình ăn trong mấy cái lẩu thập cẩm trong mini ấy. Chỉ kinh. Gói gia vị nè, xin này, rất nhiều gói gia vị. Nó giống như chỉ có 3 gói thôi, đây. Và một cái muỗng chuyên gia để ăn những cái đồ gói quen thuộc. Đó. Miếng này. Thế là miếng. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt hết những cái gói gia vị này vô. Cái tiếng ụp ụp mà các bạn đang nghe đó là mình nấu sôi á. Mình chỉ tắt chuẩn bị sôi được các bạn. Đó, mình sẽ cắt vô nè. Nè, một cái muối các bạn nhớ không? Đó. Mỗi mùi là thấy hơi cay rồi, có mùi cay cay. Tiếp theo là tới gói này. Cái này mình hay gọi là gói sa tế, không biết nó có giống như gói mì gói mình không. Đổ vô. Cái này nó thấy không? Thơm, thơm mùi sa tế. Nước sắp sôi rồi cái này. Bỏ hết vô nha. Đây, cái này được gọi là nữ thần của món ăn. Ở đây chúng ta có một miếng xúc xích. Cái này, cái trắng trắng này là cá viên. Cái này là thanh cua. Cái cục này là cái gì? Nếu như mà các bạn ăn cá viên chiên thì nó là cái gì? Còn mình có cá viên. Ở vô. Những cái này nó được đựng trong một cái gói như này nè. Nhưng mà ở trong nó có cả hành tỏi phi nè. Để ăn cho nó giống nó giống cái lẩu nhất. Đổ hết vô. Xong rồi. Chén nước vô nha. Lại lại mà chờ thôi, từ 3 đến 8 phút nha các bạn. Xin lỗi cái này vì sự hòa đậu của mình đã quên cái này đó. Nè các bạn xem. Ở đây chúng ta có một gói mè và hành lá khô. Hành ngọt khô bỏ vô luôn nha. Có thể các bạn sẽ cảm thấy thắc mắc là tại sao cái gói lẩu của mình nó không có giống hình của một số cái shop bán trên mạng. Thì mình cũng vừa mới coi lại rồi. Cái này là lẩu viên mẫu mới nha. Còn mẫu cũ thì nó sẽ có những cái hình cái con chuột ở trên này. Nhưng mà nó lè lè hơn, còn cái này là mẫu mới.
khi mà mình đọc bình luận ở trên các trang mạng review này hoặc là ở những cái shop bán hàng xong người mua qua lại Flipkart á, thì đa số đều là khen cái lẩu này ăn cũng được, cũng nói chung là sống với giá tiền, nhưng mà khẩu vị thì có người ưng có người không. Mình nghĩ là bởi vì nó cay á nên là có một số bạn sẽ không thích và một số bạn không thích. Với lại đặc thù á thì cái gia vị của Trung Quốc nhiều khi nó cũng không có hợp với cái gia vị của mình, giống như là cái đợt mà mình ăn cái đó gọi là cái gì, cái bot ăn vặt, mà cái hộp ăn vặt 36 món á, thì các bạn thấy có một số món mình ăn được, một số món thì không, và có rất là nhiều ý kiến trái chiều bởi vì cái món ăn đó mình thấy nó vậy, nó không hợp. Mình vừa đọc kỹ lại nữa thì nó kêu là cái miếng, cái sợi miếng em này không phải là miếng bình thường đâu nha, mà đó là miếng bento của Nhật Bản. Bây giờ mình chưa ăn miếng bento Nhật Bản bao giờ nhưng mà nghe thì nó có vẻ đặc biệt. Đây mọi người có thấy không, cái nước lọc của mình có màu đậm như vậy nè, nó giống như là lọc Thái. Mấy cái vàng vàng này là vừng nha. Còn đây là những cái cục topping, đặc biệt là cái miếng gì mà theo quảng cáo là miếng bento của Nhật này, các bạn xem cái cọng miếng. Để lát chúng ta cùng thử xem nó có khác gì miếng thường hay không nha. Nào mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đầu tiên chúng ta sẽ thử. Vì topping ở trong này chỉ có 3 loại nên là mình sẽ thử cả 3 loại. Đầu tiên là cái cục tròn tròn nè, nhìn nó giống cái viên chiên không? Cái cục này có vị tôm các bạn. Nó là cục bột có vị tôm. Cũng được, nhưng mà cái vị tôm nó rất là nằm kiểu, nhưng mà nó không bị hắc đâu, nó kiểu, nói chung mình ăn mình là biết nó là cái cục bột có vị tôm đó. Mệt mỏi ghê. À thôi một cục này nữa đi, để xem coi là vị nó có giống nhau hay nó khác nhau nha. Cay như kiểu mì cái 7 cấp độ á. Cay lắm. Cục này cũng bị tôm luôn các bạn. Bây giờ sẽ là cục này đi. Cho các bạn xem nè. Cái này là thanh cua. Ở dưới cái nó có một cái miếng gì đây này, như rong biển á. Ở giữa thanh cua này, mình quay cho các bạn thấy không, ở giữa thanh cua này nó có những cái cục tròn tròn nè, mà ở trong đó mình dịch được là trứng cua hả? Trứng cua hay trứng cá? Thanh cua thì chắc phải là trứng cua đúng không? Ăn cũng làm miệng lắm. Giờ mình sẽ thử cái cục sống sắn này. Nghĩ cái này là xúc xích nè, sống sắn dài dài. Wow. Mà sao ở giữa hai cái đầu nó bị đỏ lên nè. Mà sao ở giữa hai cái đầu nó bị đỏ lên? Các bạn xem thấy cái đầu ở đây không? Đó, nó hơi đỏ nè. Không biết, chắc là maybe ở giữa nó sẽ có một cái nhân gì đó thì cái hai cái đầu của nó mới đỏ đúng không? Thử nè. Ở giữa có xúc xích. Xem nè. Ở ngoài đó là bột. Ở giữa xúc xích. Ăn cũng được lắm. Nhưng mà mình mới coi lại giá rồi, 60 mấy ngàn luôn á. 60 mấy ngàn để ăn bột có vị tôm và bột có vị thanh cua kèm theo cái trứng gì đó mình không biết. Nói chung là nếu các bạn là một tín đồ của đồ ăn nội địa chung thì chúng ta còn nên thử đúng không? Tại vì nó lạ mà. Con người chúng ta thì thích chinh phục, ưa những cái mới lạ đó. Nè, đây là cái cục khác lạ thứ tư. Cái này chắc là cục thịt bò. Ăn nó có vị bò. Wow. Cục bột có vị bò. Xin lỗi mọi người, mình không hay ăn những cái muỗng này, mình không biết xài, mình sẽ dùng đũa luôn cho nhanh nha. Thì nó không cay, nhưng mà lúc mà mình nó vừa đến mũi của mình, cái vị hát ở đâu nó sập lên tới tận mũi luôn á. Có cái gì đó rất là hát. Còn cái miếng này thì nó sao ta, nó dai dai á. Thì miếng hơi dai. Ừ.
mà cái cặp mí thì nó hơi trong trong một chút, chứ không phải là như cái mí gạo của mình màu nó sẽ đục đục, nó hơi giống mí dông á, nhưng mà nó không có ngon như mí dông của mình đâu. Giống như là các bạn ăn bạc hà á, nó thay thế ở quanh lưỡi này nè, chứ nó không có cay ở trong cái họng của mình. Mình nghĩ là do cái chất gia vị của nó, chất phụ gia của nó đó. Một hôm này sẽ làm cho mình nghĩ là một người ăn thôi, một đứa tham ăn như mình thì một người. Còn các bạn ăn ít thì ăn cân mà muốn ăn cho thử, ăn thử cho biết thì hai ba người ăn cũng được. Mỗi người biết mình ăn cho biết thôi, chứ mình thấy cái này ăn hàng ngày thì không hợp đâu. Với lại những cái này nó toàn chất bảo quản không á, nó cũng không bổ béo gì, nhưng mà ăn được, lo lo ăn cũng vui. Vì trong cái gói này không có cái muỗng nào hết nên là mình sẽ phép mọi người mình hấp luôn để thử coi cái nước nó thế nào nha. Cái nước này nè, cái vị lẩu này nó được nêm bởi cái gì đó the lắm, quen lắm mà mình không nhớ ra được. Với lại một xíu xíu mặn mặn như là có muối bạc nêm trong đó thôi. Không đường, không ngọt nha em. Cay và mặn. Chứ nó không có giống lọc thái của mình. Lọc thái của mình là sẽ hơi chua chua cái cay mặn mặn đó. Nói chung là ngon, rất là dễ ăn. Nhưng mà cái này nó vị nó hơi kén hơn một tí. Nên là những người mà mình nghĩ là thích hợp với những bạn mà bình thường không thích ăn đường lắm á, thì cái lẩu này sẽ hợp. Còn mình ăn cái gì cũng có đường hết trơn. Và thấy nó không ngon lắm. Quá. Sau rất nhiều phút review thì tóm lại là với 65.000 để chúng ta thử một cái lẩu như vậy thì có nên hay không? Thì mình nghĩ nếu như các bạn là những người đam mê đồ ăn vặt Trung Quốc, đặc biệt là đồ nội địa Trung, thì chúng ta có thể hoàn toàn thử, bởi vì nó cũng là một sự mới lạ, một sự mới mẻ thì chúng ta có hoàn toàn thử. Nhưng mà nếu như để dùng để ăn hàng ngày này thì mình nghĩ là không, tại vì cái này nó nhiều chất bảo quản, nó cay, không cay quá thì nó sẽ không có tốt cho cơ thể của chúng ta nữa. Nó bị mụn ấy, với cả nó bị sần sùi ấy, khó chịu lắm, không chịu đựng được. Mà cái này tính hàm lượng dinh dưỡng mình thấy toàn tinh bột không á thì nó cũng không tốt, tại vì bò cũng không, toàn là bột vị tôm, bột vị bò, thanh cua, lột bột vị thanh cua và trứng. Đó, đại loại là như vậy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ đóng góp ý kiến của các bạn nha. Tại vì nếu như các bạn thấy là video sau của mình tốt hơn những video trước thì đó hoàn toàn nhờ vào công lao của tất cả các bạn. Bye bye.